Chào tất cả các bạn, mình là Annie đến từ công ty tư vấn du học Inspire Education. Hiện nay, dù tình hình dịch bệnh Covid tại Hà Lan đã được cải thiện đáng kể, nhưng chính phủ nước này vẫn chưa bãi bỏ lệnh cấm nhập cảnh để đảm bảo an toàn cho tất cả người dân trong và ngoài nước. Cũng theo chính sách này, thì Đại học Khoa học Ứng dụng Winklevoss đã có những chính sách cũng như thông báo cụ thể để giúp các bạn sinh viên đang theo học tại trường đỡ lo lắng hơn phần nào về việc học của mình. Hãy cùng Annie tìm hiểu những chính sách đó trong video clip ngày hôm nay nhé. Thứ nhất đó chính là tất cả các chương trình học đều được diễn ra bình thường. Đại học Khoa học Ứng dụng Winklevoss đã thành công giảng dạy tất cả các chương trình cử nhân và thạc sĩ thông qua hình thức online kể từ ngày 16 tháng 3. Chính vì thế mà tất cả các bạn sinh viên đều có thể tham gia các khóa học online tại nhà và có thể đến Hà Lan tiếp tục học tập trực tiếp ngay khi dịch Covid kết thúc. Thứ hai đó chính là cấp thư mời nhập học có điều kiện hoặc chính thức. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Việt Nam mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã bị dời lại đến tháng 8. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch học tập của các bạn có mong muốn đi du học nước ngoài. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, bởi vì Đại học Winklevoss đã đồng ý cấp thư mời nhập học có điều kiện nếu các bạn apply ngay từ bây giờ, và sẽ tiếp tục cấp thư mời nhập học chính thức ngay khi các bạn nhận được bằng trung học phổ thông. Và cuối cùng đó chính là 6 kỳ nhập học mỗi năm. Khác với những trường đại học khác tại Hà Lan chỉ có 2 kỳ nhập học là tháng 2 và tháng 9, thì khi du học Hà Lan tại Đại học Khoa học Ứng dụng Winklevoss thì các bạn có thể nhập học vào 6 kỳ, và trong năm học 2020-2021 thì trường có 6 kỳ nhập học như sau, chính là 18 tháng 5, 31 tháng 8, 19 tháng 10, 7 tháng 12, 8 tháng 2 và cuối cùng là 29 tháng 3. Trên đây là những thông tin cần thiết về việc du học Hà Lan mùa Covid-19 tại Đại học Khoa học Ứng dụng Winklevoss. Em hy vọng rằng sau clip này các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức cũng như là sự chuẩn bị kỹ càng nhất cho mình để sau mùa Covid có thể đi du học một cách dễ dàng. Nếu các bạn có thắc mắc gì về du học các nước, các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspire tại địa chỉ tòa nhà Nam Việt số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ qua số hotline 0943556128 hoặc qua email info@inspireedu.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.